em làm cái gì mà lâu thế? Gọi mãi không nhấc máy. Hôm qua tao vừa được nhìn ảnh con nhà mày, sao mà nó xinh thế? Rồi ui, bố mẹ đẹp mới đẻ con cũng đẹp. Ừ, mấy tháng rồi. Thế à? Về đâu, về đâu? Đương nhiên, có con là phải mệt hỏi thế cho vui thôi. Đang tính là xem như nào, hay là cháu nó xinh thế, hay chúng mình làm thông gia với nhau đi nhở? Mày đợi tao năm nữa tao đẻ đi, cố gắng đẻ ra đứa con gái. Thế xong rồi hai đứa chúng mình làm thông gia, hiểu không? Hả? Thật ra nói thế cho nó vui thôi, chứ đã có kế hoạch đẻ đâu. Còn bao nhiêu là việc đẻ vào đâu? Nhá, từ giờ đến cuối năm đi châu một phát nhá. Xong rồi đầu năm sau ông kia ông đi Nhật này, xong rồi còn đi Hàn này. Đấy, thế xong ông còn đi làm xa nữa, tội cũng thế. Làm gì có thời gian mà đẻ? Gặp nhau còn khó lấy đâu ra đẻ. Mới có 35 tuổi mà bà cứ làm như là tôi 45 tuổi. 35 tuổi vẫn còn trẻ mà tại sao lại cứ phải đẻ? À, hai vợ chồng ở với nhau không sướng à? Nhá, thích đi đâu thích làm gì cũng được nhá. Bây giờ đẻ con như bà ấy hả? À, không đi được đâu này, cứ suốt ngày ở nhà chăm lão này, cơm bỉm cháo não, hết thời gian dành cho mình. Nói tóm lại là bây giờ chưa có ý định đẻ. Có vẻ như là việc chọn lựa có con vào lúc nào cũng là một câu hỏi rất là thời đại, nhất là của giới trẻ hiện nay. Những người mà luôn luôn bận rộn, có nhiều những hoài bão, những kế hoạch, không phải là cứ lập gia đình thì họ sẽ nghĩ ngay tới việc là phải có một đứa con. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chắc chắn anh với tôi cùng chia sẻ với nhau một quan điểm, đấy là những người mà chưa có con ấy, thì trong số đó có rất nhiều người cho rằng là tôi không muốn sinh một đứa trẻ ra bởi vì lo lắng là không biết tương lai của nó như thế nào, không biết có đảm bảo kinh tế cho nó hay không, thậm chí còn lo là bây giờ con mình đẻ ra trong một môi trường mà rất là ô nhiễm như thế này, thì có vẻ như đấy không phải là một cái quyết định mà có trách nhiệm lắm. Thật ra thì lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái là một lẽ hết sức thường tình, hết sức thường tình. Nếu ai đặt những câu hỏi là sao lại phải lấy vợ, sao phải lấy chồng, sao lại sinh con, thì là một câu hỏi mà mọi người sẽ quay lại hỏi, ơ, câu hỏi lạ nhỉ. Tất nhiên thì sinh bao nhiêu con, lúc nào, khoảng cách giữa hai đứa con, tất cả cái đó đều phụ thuộc vào mỗi đôi vợ chồng. Trong mỗi một hoàn cảnh người ta có thể lập kế hoạch. Có những đôi lấy nhau xong nhưng mà bà vợ vẫn còn đang đi học tiếp, trung bình 2 năm nữa mới sinh. Đấy là câu chuyện thông thường thôi anh ạ. Bây giờ thì em bắt đầu gặp phải những cái luồng tư duy của thanh niên. Ngày xưa mình cho rằng là bố mẹ cho mình cuộc đời, cho mình cuộc sống và con cái thì phải cảm ơn bố mẹ vì điều đó. Tuy nhiên bây giờ lại có một cái quan niệm phản biện mà nghe người lớn thì nghe rất là trái tai, là bố mẹ sinh con là cho bố mẹ. Con có muốn điều đó đâu. Lúc sinh con ra bố mẹ có hỏi ý kiến con đâu. Vì thế cho nên bây giờ em biết có rất nhiều cặp đôi anh ạ, họ cho rằng là họ chưa đẻ vội, thậm chí là không đẻ. Họ cũng không chắc chắn rằng là sinh một em bé ra có thể chăm sóc được em bé đó một cách đầy đủ hay không. Cái cuộc sống cơm áo gạo tiền nó quyết định rất là nhiều thứ. Giờ... nếu như mình không có một cái tài chính ổn định để mình nuôi con thì cũng rất dễ là tạo ra một cái xích mích giữa hai vợ chồng. Bây giờ có rất là nhiều những cặp đôi là mới đi làm, quãng đường đi làm rất là xa, nhà thì là đi ở trọ, lương thì cũng chỉ vừa đủ để chi tiêu trong gia đình thôi. Cho nên là cái việc là họ lùi cái kế hoạch sinh con lại cũng là một điều rất nên thông cảm. Bởi vì ai cũng muốn là con mình sinh ra sẽ được chăm sóc đầy đủ về mọi mặt. Đàn ông ấy em thấy là tâm lý chung là thường là sợ có con trước, sợ cướp mất vợ mình, ôm vợ mình đêm đi ngủ mất. Nhưng mà đến khi mà có con rồi em thấy là chồng em nhá, trước cũng lo lắng lắm, nhưng mà có con rồi tự động em còn không phải thay bỉm cho con mà. Cái kiểu của nó là sinh con rồi mới sinh cha đấy. Làm chứng cho chồng của Thu Hoài là rất là đảm đang như thế, cũng là một người bạn của tôi. Thì tôi nghĩ đấy là một trong những cái trường hợp cũng rất là hoàn hảo. Chứng kiến hai bạn đi từ hôn nhân đến trải nghiệm cái quãng đường vợ chồng son, có em bé nó cũng theo đúng như kế hoạch ở một mức độ mà các bạn rất là chủ động. Nhưng đúng như anh Đinh Đoàn nói, tôi nghĩ rằng là mình phải ứng biến rất nhiều trong cuộc sống này. Vâng. Có những thứ mà nó đến hay nó không đến, không đúng như theo ý của mình, thì lúc đấy nó là một cái bài thử rất là lớn. Vâng. Cho hai người sống với nhau. Chúng ta thấy rất là nhiều trong những cái chia sẻ của truyền thông gần đây về những người vì sao mà họ lại có cái quan điểm là họ chưa có con vội. Có những, kể cả những ngôi sao, những người có tầm ảnh hưởng với công chúng cũng trả lời là tôi cũng sẽ không bận lòng nếu như mà không có con, vì tôi muốn tận hưởng cái quãng thời gian thanh xuân của tôi, tôi muốn phát triển bản thân.
Tôi muốn đào sâu hơn nữa về bản thân mình. Nếu như mà tôi chưa hài lòng với bản thân mình thì tôi cũng sẽ chưa thể hài lòng tạo ra một sinh linh mới đến với thế giới này. Cái sự chủ động của con người, của cái thời đại kỹ thuật số ngày hôm nay nó rất là lớn. Cái việc có con nó vừa là nghĩa vụ, nó vừa là trách nhiệm, đôi khi nó cũng là cái duyên trời cho. Em nghĩ cái việc có con là một món quà mà ông trời dành tặng cho mình. Bởi vì khi mà em được làm mẹ, em cảm thấy mình may mắn và biết ơn lắm. Khi mà đi làm về đêm hôm muộn mà được ôm con mình, con xà vào lòng mình, ôm mình ngủ, mình cảm thấy ôi thật là biết ơn vì mình có một cái thiên thần nhỏ bé như vậy. Và đó cũng là một cái động lực để cho mình phấn đấu nhiều hơn ở trong cái cuộc sống này. Sinh con, nuôi con, cho con ăn học trưởng thành đúng là một kỳ công. Ngày xưa các cụ cũng bảo rằng là có nuôi con thì mới hiểu lòng cha mẹ, vất vả từ tấm bé, chuyện đấy không ai là không biết. Nhưng sinh con nó cũng mang lại cho chúng ta, mình không nói lợi ích, bởi vì nếu mà sinh con để nó có lợi gì thì nó vô cùng lắm. Nó vừa là trách nhiệm, nó vừa là nghĩa vụ, thậm chí nó cả là niềm vui. Đôi vợ chồng mà lấy nhau xong sau 8 tháng, 9 tháng, 7 tháng bảo là có tin vui chưa? Chứng tỏ cái việc mang thai sinh con đó là một niềm vui mang đến cho cái đời này, đúng không? Bao nhiêu mệt nhọc của mình đi làm, chứ nhớ như về đến nhà mình nhìn thấy con nó ngủ, nó bi bô, nó cười, nó bảo bố bảo ơi, ba bảo ơi, yêu ba bảo lắm chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng đủ động lực để ngày mai lại lao đi làm tiếp. Ở xã hội thì muôn màu và mỗi một người có cái quan điểm nhìn nhận khác nhau về cùng một vấn đề. Một đôi vợ chồng có quyền quyết định sinh con hay không sinh con, sinh lúc nào, khoảng cách giữa hai con ra sao, tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Chúng ta là người ngoài cuộc, chúng ta không thể có thể nói rằng đúng hay sai được. Thì chúng ta hãy tôn trọng cái ý kiến của mỗi người nếu đấy thực sự là mong muốn của họ. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói rằng lấy vợ, lấy chồng, sinh con là nghĩa vụ, là trách nhiệm, đồng thời đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi một đời người. Nếu trời cho, nếu chúng ta có điều kiện, không quá khó khăn, hãy đón nhận món quà trời cho đó. Con cái là món quà của trời cho, đúng như những gì mà Tổ Nói Đi Nói Lại đã chia sẻ với tất cả chúng ta. Điều quan trọng là khi món quà ấy đến thì chúng ta sẽ đón nhận bằng tất cả yêu thương, đúng không ạ? Điều kỳ diệu chính là ở chỗ đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi và xin hẹn gặp lại ở những điều nhỏ bé kỳ diệu lần sau. Xin chào!